Hello hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. À bây giờ là cuối tuần theo Hoa Kỳ thì hy vọng các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và hồi thứ Sáu mới đây đó, đóng cửa thì các bạn đã thấy là chứng khoán Hoa Kỳ lại là một màu đỏ tiếp tục. Chúng ta nhìn vào các chỉ số lớn như là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đấy, thì các bạn đã thấy được là một màu đỏ Thì tại sao vậy? Thì chúng ta có một cái thông tin à, Đó chính là CEO của FedEx á, đã lên trên CNBC và nói chuyện với là Jim Cramer Thì những người nào mà không rành á, Thì FedEx là cái công ty vận chuyển hàng hóa tại Hoa Kỳ Rất là lớn cạnh tranh với lại công ty UPS Thì CEO của FedEx nói gì mà làm cho mọi người lo lắng như vậy? Thì CEO của FedEx nói đó là chuẩn bị để mà đối đầu với một cái cuộc suy thoái tài chính toàn cầu, tại vì FedEx nhìn thấy được là cái việc vận chuyển hàng hóa đó đã chậm lại và ngay cả công ty FedEx cũng đã ra quyết định là sẽ giảm đi ước tính thu nhập của công ty trong năm nay và điều này đã làm cho nhiều rất là lo lắng và thị trường lại một màu đỏ hồi thứ sáu. thì tại sao vậy thì đương nhiên rồi CEO của FedEx là một trong những công ty mà có cái sự nhận thức sâu hơn so với những công ty khác tại vì họ dần chuyển hàng hóa thường ngày cho nên nếu như mà một ai đó có thể biết được là cái nền kinh tế có chậm lại hay là không thì đó chính là CEO của FedEx cho nên cái lời nói này đã khiến cho nhiều người rất là lo lắng và kết quả chứng khoán lại tiếp tục là một màu đỏ tại Hoa Kỳ và chúng ta có thể nhìn thấy những thị trường khác thì sao vàng đó thì các bạn thấy được là vẫn dưới 1.700 đô cho màu ounce vàng bây giờ là 1.684 cho màu ounce vàng còn về dầu đó, hợp đồng dầu thì không có sự thay đổi nhiều Ở mức là 85 đô trong một thùng dầu Không tiếp tục xuống nữa Cái chúng tôi cũng thấy là dầu tiếp tục xuống Nhưng mà bây giờ thì dầu hầu như dầm chân tại chỗ Mức là khoảng 85 đô cho một thùng dầu và crypto chúng ta sẽ nói tới một lát nữa nhưng mà các bạn thấy là một trong những cái chỉ số mà không đi xuống đó chính là chỉ số DXY so sánh sức mạnh của đồng đô la với những đồng khác đó thì các bạn thấy là vẫn ở mức cao và thậm chí các bạn thấy là trong vòng 5 ngày qua đó thì đã có lúc lại lên cái mức cao là khoảng chừng 110 điểm và vẫn tiếp tục giữ cái mức cao và không thay đổi bây giờ là 109 điểm như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì nói chung đó, đồng đô la bây giờ vẫn đang rất là mạnh và đương nhiên trong tuần tới này ra chúng ta sẽ có một số những thông tin nổi bật và thông tin được bật lớn nhất đó mà các bạn cần phải quan tâm tới đó chính là thông tin liên quan đến cuộc họp của Fed chỉ còn 3 ngày 19 giờ nữa thôi. Thì đó chính là cái cuộc họp tháng 9 và chúng ta sẽ biết thông tin vào ngày 21 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Thì các bạn đã biết là bây giờ đó hợp đồng tương lai cho thấy là 82% nghiêng về là Fed sẽ tăng lãi suất 0.75% thêm một lần nữa. Còn lại con số nhỏ hơn đó là 18% nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất lên tới 1% luôn. Bản thân thường đó thì nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất 0.75 tại vì thường nghĩ là nếu như mà Fed tăng 1% nên thị trường lại sẽ rất là đỏ nữa và 0.75% đó là một cái mức coi như là tăng trưởng mạnh rồi đối với là những lần tăng trưởng của Fed thì tôi nghĩ là Fed sẽ tiếp tục tăng thêm một lần nữa là 0.75. Nếu như đó là sự thật đó, thì tôi nghĩ thị trường sẽ không phản ứng nhiều. Nếu như mà Fed tăng 0.5% đó thì à, lúc đó thị trường sẽ rất là xanh nhưng mà dựa theo hình tương này hiện bây giờ thì khả năng đó hầu như là không có Các bạn đã thấy được là 82% nghĩ là Fed sẽ tăng thêm một lần nữa 0.75% cho tuần sau Và tuần sau chúng ta cũng có một cái thông tin lớn đó chính là Cardano sẽ có cái Harvard Basel vào ngày 22 tháng 9 lại thêm một tuần có nhiều cái uh, sự kiện mà chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi sát. Giá cả của BTC là 20.107 hiện tại. Thì giá của BTC đó coi như là sau khi xuống nó cũng đã ổn định lại ở mức là 20.000 đô. Thì cũng giống như là các bạn thấy là trong nhiều tuần qua rồi BTC thì cứ xoay quanh mức là 20.000 đô. Nhìn chung đó thì cả thị trường crypto vốn hóa tăng 1,6% trong vòng 24 giờ qua thì vẫn hơn 1.000 tỷ đô la. Và chúng ta nhìn những đồng lớn đó thì chúng ta thấy được là BTC, Ethereum, À, BNB thì tăng cũng giống nhau ngoại trừ là XRP hiện bây giờ là tăng 6,4% so với lại ngày hôm qua nhưng mà đã có lúc tăng gần như là 10% thì tại sao gì tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa liên quan đến XRP nhưng mà nói riêng về TBMD thì nhiều bạn nói là Ether đã đâm mạnh sau khi hiện tượng merge thì các bạn đã biết là trước khi mà có hiện tượng đâm merge xảy ra đó chúng ta thấy là có một số lượng lớn Ether đẩy lên những cái sàn phái sinh thì à, sau đó chúng ta thì là sau khi có The Merge thì giá đi ngang à, khoảng chừng là vài giờ rồi giá là đi xuống tới cái mức hiện tại nhưng mà nói chung thì à, đã ổn định được cái mức là khoảng à, 1 1462 thời điểm là cái video này và nếu như chúng ta nhìn vào cái phần trăm đi xuống của ether đó thì các bạn đã nhớ là cái hiện tượng xảy ra vào ngày 14 tháng 9 thì à, lúc đó giá của ether đó là khoảng chừng 1650 650 thì nếu chúng ta tính cái hiện tượng này mưa xảy ra đó thì sau đó giá xuống cái mức hiện tại đó thì xuống khoảng chừng là 11,6% Nếu như nói là đâm ít thì, thì không phải rồi các bạn thì được là cái phần trăm này không hề nhỏ là xuống 11,6% Nhưng mà nếu như mà nhiều bạn nói là đâm rất mạnh thì cũng không hẳn đâu các bạn thì được là con số này đó là không bằng cái phần trăm đi xuống của cổ phiếu FedEx sau khi mà có cái uh, lời thông báo của CEO của FedEx các bạn có biết là cổ phiếu FedEx đã xuống bao nhiêu phần trăm trong một ngày không và đây là một công ty lớn tại Hoa Kỳ trên sàn chứng khoán đó thì các bạn có thể nhìn thấy là trong vòng một ngày thôi FedEx đã xuống 21.4% rồi cho nên nếu nói là Ethereum đã sao hơn tôi mơ chỉ xuống có 11.9% tuy là không phải phần trăm nhỏ nhưng mà nếu nói là đâm mạnh thì không hẳn đâu các bạn tôi muốn dành thời gian để mà nói về XRP thì uh, XRP đó các bạn đã thấy là hồi sáng này đã tăng tới 11%, bây giờ thì đã giảm xuống một chút nhưng mà tại sao XRP lại tăng? có phải là chúng ta nhận được thông tin gì mới liên quan tới cái vụ kiện hay không thì cái mà thuận nhận được đó chính là chúng ta vẫn chưa có biết được thông tin chính thức đến từ tòa liên quan tới cái vụ kiện giữa SEC bang quà này chứng của Hoa Kỳ với lại công ty Ripple vậy thì, thì tại sao mà XRP lại có sự tăng trưởng hôm nay thì có rất nhiều tin đồn là khả năng là X XRP sẽ thắng cái vụ kiện này Nhưng mà thật ra đó, chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn đâu Cái mà chúng ta nhận được đó chính là James Phelan Thì đây là cái luật sư biện hộ cho XRP Thì đã nói gì thì có một cái thuyết đó, chia sẻ Đó chính là có một công ty ẩn danh nào đó Đã nạp đơn cho tòa Nói là trong trường hợp mà SEC phải giao ra giấy tờ cho tòa đó Theo đồng hiểu thường không phải là một luật sư Nhưng mà theo như thường đọc được đó Thì nếu như mà trong trường hợp là SEC phải giao ra giấy tờ liên quan đến tại sao giám đốc hình mình trước đây nói Ethereum và chứng khoán đó hay là những giấy tờ liên quan đến vụ kiện này mà có cái công ty nào hỗ trợ SEC để mà kiện Ripple đó thì cái công ty đó muốn ẩn danh có nghĩa là họ muốn tòa lấy cái tên đó ra khi mà công bố cho mọi người biết thì nhiều người bây giờ đang nghĩ là công ty thứ ba đó là công ty gì tại sao mà muốn ẩn danh mà không muốn cho mọi người biết là công ty nào đang hỗ trợ SEC để mà kiện Ripple nhiều người nói là có phải là sàn Coinbase hay không có phải là FTX hay là không hay là một những công ty đang cạnh tranh với lại Ripple hay là một ngân hàng nào đó không thích Ripple có sự quan hệ với những cái khách hàng để mà gửi tiền xuyên quốc gia chúng ta chưa biết được hiện tại chúng ta chỉ biết đây là có một công ty ẩn danh nào đó không muốn cho mọi người biết thân phận họ là ai và công ty này là công ty đang hỗ trợ SEC trong cái sự kiện này đó là điều chúng ta biết thì nhiều người cho là việc này có nghĩa là cái công ty thứ ba đó nghĩ là khả năng là SEC sẽ phải giao nộp giấy tờ cho thẩm phán thì khi mà nộp giấy tờ cho quan tòa đó thì công ty Ripple có thể là dùng những cái thông tin đó để mà biện hộ tại vì các bạn đã biết là cái cách mà biện hộ của Ripple đó nói là SEC đã từng đưa ra cái quyết định là Ethereum hoặc là chứng khoán thì nếu như đó là sự thật đó, thì Ripple chỉ cần chứng minh là Ripple có nhiều điểm giống như là Ethereum thì đồng XRP cũng không phải là chứng khoán và đương nhiên SEC bây giờ đó vẫn đang suy nghĩ cơ có nên giao ra cái thông tin này cho tòa hay là không mặc dù tòa đã nói SEC giao ra nhưng mà họ cũng đưa ra nhiều cái lý do là không muốn giao ra cái tài liệu tại sao mà nghĩ Ethereum là chứng khoán trước đây tại vì nếu như mà bây giờ đó họ nói là Ethereum là chứng khoán thì chẳng khác gì họ đi ngược lại với lại cái suy nghĩ trước đây và bây giờ các bạn đã thấy là CFTC đó ban quản lý hợp tương lai đang quản lý hợp tương lai của Ethereum thì sẽ dẫn ra nhiều cái sự kiện lớn hơn đó không phải là cái bước đi tốt nhưng mà ngược lại đó nếu nói là Ethereum không phải là chứng khoán thì lại phải giải thích tại sao Ether hoặc chứng khoán và phải giao ra cái uh, lập luận đó cho nên cả hai đều không tốt đối với SEC vì lý do đó đó nhiều người cho là cái mấu chốt để dẫn đến công ty Ripple thắng kiện đó chính là giấy tờ đến từ SEC chứng minh là y tờ là phải hay không phải là chứng khoán. Tại vì SEC đó trong vòng bao nhiêu năm qua đó các bạn thấy được là kiện công ty này kiện công ty kia nhưng mà lúc kiện đó, thì cũng không có nêu ra rõ ràng quan điểm của mình chứng khoán là như thế nào trong thị trường crypto này nhưng mà những cái công ty kia đó thì họ không có giống như Ripple Ripple thì có nhiều tiền các bạn đã biết là chuyện này họ tốn là hơn 100 triệu tiền pháp lý rồi các bạn cứ nghĩ đi những cái dự án mà các bạn yêu thích nhiều dự án kêu gọi vốn không tới 100 triệu nữa chứ đừng nói tới là công ty Ripple bỏ ra hơn 100 triệu chỉ để trả tiền cho luật sư để mà biện hộ với lại SEC thì đã thấy được là SEC đó gây áp lực cỡ nào về mặt tài chính cũng như là pháp lý đó với nhiều dự án và bao nhiêu năm qua đây biết về dự án à, đều đã phải cúi đầu với SCC SEC cho nên về cái phương diện crypto đó thì chúng ta thật sự là muốn công ty Ripple thắng cái điều kiện này đó là điều thường ra từng chia sẻ với các bạn cho dù các bạn có đồng ý hay là có thích đồng XRP hay không thường nghĩ là công ty Ripple thắng điều kiện này là cái kết quả mà những người trong crypto mong muốn chỉ như vậy đó thì mới đẩy lùi được cái nhạy khí của SEC mà thôi và cũng có một số những cái tài liệu khác nữa, giống như là chúng ta thấy là Stuart Alderody thì đây đó là luật sư cao nhất ở công ty Ripple, có nghĩa là tổng trưởng lý đó, thì à, đã nói là có một điều là SEC đó, Ban quản lý Hoa Kỳ lúc nào thì cũng sử dụng à, cái cách nhận định đến từ à, How We Test đây là một cách nhận định xem coi là cái tài sản nào là chứng khoán, nhưng mà cái cách nhận định của họ đó thì họ gặp chung lại nhiều cái quan điểm khiến cho có thể gây ra cái sự hiểu lầm và quan tòa đã từng nói cái cách làm đó đó là không có được sự đồng ý của quan tòa thì để thuận giải thích rõ hơn để các bạn hiểu hơn về những gì mà thuận hiểu trong cái sự kiện này tại vì các bạn thấy được là nếu như như mà nào mà theo dõi ở trên Twitter hay là theo dõi những cái vụ kiện này đó thì cũng rất là khó hiểu tại vì bản thân thường cũng không có phải là một luật sư cho nên cũng không có hiểu được rõ hết tất cả nhưng mà tôi có thể chia sẻ những gì mình không biết với các bạn và trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì trong video này chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là sàn CoinX và muốn giới thiệu với các bạn là cuộc thi giao dịch Future CoinX chia sẻ 15.000 USDT đây là cái cuộc thi đấu xếp hạng PNL futures CoinX sự kiện đặc biệt về hợp nhất Ethereum mời bạn chia sẻ 15.000 USDT dành cho đối tượng tham gia là tất cả người dùng của sàn CoinX và thời gian đó là vào 11 giờ ngày 15 tháng 9 cho đến 11 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2022 và để tham gia đó thì cách thứ nhất là trên website CoinEx bạn nhấp vào chương trình sau đó bấm vào thi đấu xếp hạng giao dịch trên thanh điều hướng nhấp trang chương trình và nhấp vào kiểm tra chi tiết tại đây đó bạn sẽ xem được chi tiết và toàn bộ dữ liệu của chương trình thường cũng sẽ để cái link chi tiết của chương trình này bên dưới để các bạn dễ dàng theo dõi và cách thứ nhì là thao tác trên app của CoinX bạn cũng có thể thao tác tương tự và bạn cần xem quy tắc chương trình và phân bộ giải thưởng trước khi mà các bạn tham gia cũng như là cần lưu ý chương trình chỉ hợp lại khi bạn giao dịch trên 14 cặp được liệt kê ở đây thường cũng sẽ để bài thông báo này trong phần mô tả của video và các bạn cũng theo dõi kênh CoinX Việt Nam và tham gia nhiều sự kiện của CoinX trong thời gian tới tất cả những thông tin chi tiết sẽ nằm ở dưới cái video này và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay CoinX chúng ta bây giờ hãy trở lại để tiếp tục nói về những thông tin nổi bật trong video này trong cái sự kiện này đó thì đối với SEC cái gì là chứng khoán cái gì không phải đó là dựa theo một cái cách kiểm chứng gọi là Howey Test thì Howey Test đó là có bốn cái luận điểm cần phải được chứng minh cả bốn cái đó đều là sự thật chứ không phải là chỉ chứng minh một hay là hai à, là coi như cái đó là chứng khoán cả bốn cái đều là đúng sự thật thì cái tài sản đó mới coi như là chứng khoán và bốn cái này đó là phải chứng minh riêng lẻ chứ không thể nào gộp lại chứng minh cùng một lúc được để thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn thì bốn cái luận điểm này là gì thứ nhất đó là cái tài sản đó phải là một khoản đầu tư tiền có nghĩa là các bạn bỏ tiền vào để mà đầu tư thứ nhì đó là các bạn đầu tư vào là một doanh nghiệp chung có nghĩa là nhiều người cùng nhau đầu tư vào một doanh nghiệp chung thứ điều thứ ba đó cần phải chứng minh là khoản đầu tư này là có kỳ vọng lợi nhuận và cái điều thứ tư cần phải chứng minh đó là cái lợi nhuận đó bắt nguồn từ nỗ lực của những người khác Thì cái How We Test này đó là bắt nguồn từ một cái dự kiện cách đây đã rất lâu rồi đó chính là cái dự kiện ở Florida thì uh, có một cái công ty ở Florida đó thì uh, họ bán những cái hợp đồng những cái hợp đồng này đó là cho những người như là thuộc về các bạn mua và hợp đồng này đó là liên quan đến một cái nơi để mà trồng những cái trái cam chí quýt chị đó thần quên rồi thì cái hợp đồng này đó là những người nào mà mua hợp đồng thì sẽ được nhận một phần lợi nhuận đến từ cái thu hoạch của cái nơi mà trồng cây đó trồng mà thằng quên cái cây gì rồi nhưng mà khi mà họ trồng xong rồi đó họ lấy cái trái quýt hay trái cam gì đó mà họ bán mà có tiền đó thì sẽ chia lợi nhuận cho những người mà đang giữ hợp đồng đó thì lúc đó đã bị kiện ra tòa và cuối cùng đó đã chứng minh được là những hợp đồng đó là chứng khoán tại vì sao tại vì những hợp đồng đó đó là phù hợp tất cả bốn điểm này thứ nhất là những người mua hợp đồng đó là một khoản đầu tư tiền Thứ nhì là họ đầu tư vào cái công ty mà trồng cây Và thứ ba họ bỏ tiền Tại vì họ nghĩ là sẽ có lợi nhuận Và thứ tư lợi nhuận đó là bắt nguồn từ nỗ lực của những người mà đi trồng cây Cái công ty trồng cây đó để mà hái cái cây rồi đi bán Chứ không phải là đến từ cái nỗ lực của cái người đầu tư Người đầu tư chỉ bỏ tiền ra mà thôi họ không làm gì hết ngoài chỉ điều đó Cho nên những cái hợp đồng đó được liệt vào chứng khoán và đó là sự bắt nguồn từ How We Test. chúng ta trở lại đi để thường cho các bạn một ví dụ cái gì không phải là chứng khoán giống như là các bạn đầu tư tiền đi thì có thể như bạn nói là đầu tư tiền đương nhiên là có kỳ vọng lợi nhuận rồi không hẳn đâu các bạn các bạn có thể đầu tư tiền à, cho một doanh nghiệp phi lợi nhuận giống như là các bạn đầu tư tiền vào một cái doanh nghiệp mà cung cấp thức ăn miễn phí cho những người nghèo đi thì các bạn được là các bạn đầu tư tiền các bạn đầu tư vào một doanh nghiệp chung nhưng mà các bạn không có kỳ vọng lợi nhuận cho dù là bắt nguồn từ nỗ lực của những người khác cho nên cái đó không có coi như chứng khoán chúng ta lấy ví dụ liên quan crypto đi thì chúng ta nhìn vào bitcoin đi thì tại sao sec lại khẳng định bitcoin không phải là chứng khoán tại vì đó bitcoin tuy là các bạn coi như là một khoản đầu tư tiền nhưng mà không có một doanh nghiệp chung thì các bạn đầu tư tiền đi thì các bạn đầu tư vào công ty gì đâu có công ty bitcoin đâu cho nên không có một doanh nghiệp chung và tuy các bạn đầu tư tiền với kỳ vọng lợi nhuận nhưng mà không có bắt nguồn từ một doanh nghiệp chung và nhiều người đầu tư crypto đó thì không phải là họ đầu tư xong họ ngồi đó họ chờ nỗ lực của những người khác các bạn thấy được là có rất nhiều người đầu tư crypto họ bỏ tiền ra để mà mua máy đào để mà hỗ trợ mạng lưới có nhiều người thì chạy máy nô no, có nhiều người thì mở những công ty giống như các bạn thấy được là microstrategy hay là thậm chí là công ty square của Jack Dorsey thì công ty đó cũng đầu tư bitcoin nhưng mà họ cũng bỏ công sức ra bỏ tiền ra để mà phát triển mạng lưới lên nó vân vân cho nên không bắt nguồn từ một doanh nghiệp chung cho nên bitcoin không phải là chứng khoán bây giờ chúng ta hãy áp dụng bốn điểm này với lại đi thì các bạn thấy được là khó hơn. Những gì mà rõ ràng thì đơn giản rồi nhưng mà có những thứ hoàn toàn không rõ ràng cho nên nó khó hơn rất là nhiều. Đối với lại Teum đó nhiều bạn nói là chỉ vì Ethereum chuyển thành hệ thống proof stake cho nên coi như Ethereum là chứng khoán thì không hẳn đâu. Quan điểm về hệ thống proof, proof stake không phải là một trong những luận điểm liên quan đến cái gì là chứng khoán hay là không phải là chứng khoán và chỉ bốn điểm này là liên quan đến chứng khoán mà thôi. tôi biết là thường À, chia sẻ cái này có thể là khó hiểu đối với nhiều bạn để mà hình dung được nhưng mà tòa án đó thì nói là scc đó thường hay gộp nhiều cái quan điểm này lại với nhau cho nên khiến cho nhiều sự hiểu lầm tại vì nếu các bạn đọc nhanh đó và các bạn suy nghĩ thì phần lớn cái gì cũng gọi là chứng khoán rồi nhưng mà sẽ không phải là như vậy tại vì những điểm này đã cần phải được lập luận riêng lẻ với nhau chứ không thể là gộp chung với nhau lại và đối với Ethereum thì có phải là một khoản đầu tư hay là không thì có thể là đối với nhiều bạn là phải có thể nhiều bạn là không phải nhiều bạn mua Ethereum tại vì các bạn muốn mua Ethereum dùng đó để mà mua NFT hay là các bạn mua Ethereum các bạn dùng đó để mà yield farming hay là các bạn mua Ethereum để các bạn dùng tiền đó để mà mua một cái gì đó trên mạng thì có phần lớn các bạn nghĩ đó là một khoản đầu tư phần lớn nhiều người họ mua Ethereum chỉ để sử dụng mà thôi cho nên đây vẫn là một câu hỏi có phải là một khoản đầu tư tiền hay là không thứ nhì là trong một doanh nghiệp chung thì các bạn mua Ethereum thì các bạn đang chờ đợi gì? Nhiều bạn thì nói là Ethereum đi chúng ta chờ đợi và lịch rồi nhưng mà trên căn bản đó và lịch không phải là công ty. Các bạn thì được là có rất nhiều những công ty phát triển ở Ethereum, chúng ta có Consensus, chúng ta có Team Foundation, có rất nhiều những cái doanh nghiệp phát triển trên mạng lưới của Ethereum, rất nhiều những cái ứng dụng thì các bạn đầu tư Ethereum đó có thể là các bạn tin tưởng và lịch nhưng mà vào lịch không phải là một công ty Khi bạn đầu tư Ethereum tại vì các bạn à, tin tưởng cái quỹ Ethereum Foundation sẽ tiếp tục phát triển Ethereum hay là các bạn đầu tư Ethereum tại vì các bạn tin tưởng là mạng lưới NFT sau này sẽ phát triển trên Ethereum vì nhiều lý do khác nhau cho nên luận điểm là một cái doanh nghiệp chung nên thì cũng khó ở đây tại vì không có một cái công ty nào là công ty duy nhất để mà phát triển Ethereum hết có rất nhiều những đội và những cái ứng dụng khác nhau Thứ ba là với kỳ vọng lợi nhuận thì như bạn sẽ nói là đầu tư đương nhiên kỳ vọng lợi nhuận rồi cái này là chấp nhận đi và Thứ tư là bắt nguồn từ nỗ lực của những người khác thì cũng có thể Nhưng mà không phải đến từ một doanh nghiệp chung Cho nên các bạn thấy được là Ethereum nó nằm ở trong một cái không rõ ràng SEC có thể nghĩ là ý tờ là phải hay là không phải Tùy theo là họ lập luận như thế nào mà thôi Cho nên đó là một cái khó khăn ở đây Và tôi chia sẻ thông tin này để các bạn hiểu được Cái gì là chứng khoán không phải chứng khoán đó là một cái mà nhiều khi cần phải ra tòa tại vì cả hai bên đều có thể có lập luận riêng và SEC đó tuy là ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ nhưng mà SEC đó không phải là muốn nói gì cũng được cho nên những công ty nào mà họ có tiền đó thì họ sẽ không chịu đàm phán với SEC và ra tòa để tòa án quyết định cái nào là chứng khoán cái nào là không phải và đó là cái sự kiện liên quan đến à, công ty Ripple và SEC và cũng là một sự kiện liên quan đến một cái đồng khác đó chính là đồng uh, libri hay là library đây là một cái ứng dụng để các bạn tải video lên trước đây không có đã từng sử dụng để tải video lên giống như là youtube nhưng mà nó là một cái hệ thống video chung thì scc cũng kiện nói là đồng library này đó là một cái chứng khoán thì mọi người đó đang chờ đợi phán quyết của tòa án như thế nào tại vì đây cũng là một cái sự kiện đã có từ lâu rồi nhưng mà vẫn chưa có hồi kết và nhiều người tin tưởng là trong tuần này chúng ta sẽ có cái quyết định đến từ tòa án nếu như mà tòa án đó nghiêng về cái đồng library này nói đây thông phải là một đồng chứng khoán thì SEC sẽ bị thua và làm như vậy đó sẽ dẫn đến là SEC sẽ có cơ hội đàm phán cao hơn với lại Ripple nếu như mà họ thua cái điều kiện này thêm vào đó nữa chúng ta thấy là có rất nhiều những cái thượng nghị sĩ ủng hộ crypto giống như là thường nghị sĩ Pat Toomey đi thì thượng nghị sĩ Pat Toomey đã chia sẻ là ở quốc hội đó thì chủ tịch Gary Gensler của IC nói ngoại trừ Bitcoin ra phần lớn crypto là chứng khoán nhưng mà sau đó lại không có chia sẻ rõ ràng hơn là nếu như vậy đó thì đồng nào là chứng khoán và những đồng là chứng khoán thì quản lý như thế nào tại vì hoàn toàn có hợp lý đối với lại thường nghị sĩ Toomey nếu chúng ta nói là ngoại trừ Bitcoin ra phần lớn là chứng khoán thì Phần lớn đó sẽ đó, một lý như thế nào? Tại vì nếu như là một chứng khoán đó là một công ty lên sàn đi thì sẽ có nhiều những cái quy định giống như, như là công ty này đó là CEO là ai, CFO là ai. Công ty này đó là phải nạp những cái văn kiện hàng quý, hàng tháng về những ai lưu trữ bao nhiêu cổ phần và công ty này đó là có thu nhập như thế nào thì đối với những đồng giả sử như là Ethereum là chứng khoán đi thì CEO của Ethereum là ai, CFO của Ethereum là ai và công ty Ethereum là công ty gì và lấy lợi nhuận từ đâu các bạn thấy được là hoàn toàn không hợp lý cho nên SCC đó thì mới đầu các bạn nghe nói là những tất cả đều là chứng khoán cần phải được quản lý để bảo vệ người tiêu dùng thì nghe có vẻ như là êm tai nhưng mà trên thực tế là không phải khi mà các bạn nhìn kỹ hơn đó thì những cái tài sản kỹ thuật số những cái crypto đó hoàn toàn không giống như những công ty phát hành chứng khoán đó là cái luận điểm của thượng nghị sĩ Pat thì thường chia sẻ những thông tin này với các bạn để các bạn có thể hiểu được là những gì đang xảy ra về phương diện pháp lý của crypto tại Hoa Kỳ hiện tại và SEC đã tuy là cái đơn vị rất quyền lực về quản lý chứng khoán nhưng mà thì bây giờ đây SEC cũng đang đối đầu với hai cái vụ kiện và đối với lại cái sự phát triển của giá cả trong vòng 2 4 giờ qua của XRP đó thì nhiều người có cái suy nghĩ là phần thắng đăng nhiên về công ty Ripple đó là nhận định của thị trường mà thôi Tôi muốn chia sẻ chủ yếu để các bạn hiểu hơn những gì đang xảy ra bản thân thuận thì hiện bây giờ không có lưu trữ đồng XRP như bạn đã biết là cách đây gần 2 năm đó, khi mà vụ kiện này xảy ra đó thuận đã bán hết XRP để mà chuyển qua nhầm rồi tại vì uh, nghĩ là có nhiều cái sự lựa chọn hơn cho đến khi nào mà XRP đó có cái xu hướng rõ ràng hơn về pháp lý thì thuận lúc đó mới uh, thu mua trở lại yo yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got